Dân xin kính chào quý bà cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay anh em của Dân đi lên em này đi tát mấy cái mương. Ở ngoài ruộng người ta bơm nước xong rồi bắt đầu cá nó rút về cái ao, nó nổi quá chừng luôn nè. Nó nổi nguyên một khúc mương luôn. Bây giờ mình kéo chào lên để mình lấy cái lưới mình kéo mình bắt cá. Trời ốc quái gì đó hả? Ốc quái đầy hết trơn luôn. Ốc này xào dừa. Hôm ấy mình luộc xong cái mình khự ra mình gói ăn á. Ốc cuộn dừa. Rồi sao? Cái dao rồi, cái dao đây mà. Một khúc luôn. Ủa thấy nó cạn vậy? Có hả? Các bạn đây các bạn. Mình vớt thùng bình hết cái mình vớt chà hết cái bắt đầu lấy lưới kéo. Trời chú một son ôm lấy lưới ra chú một son. Nó lá từ đâu? Ủa nó gì đâu? Con lá chị ở dưới nhà không chặn chứ. Nãy giờ em lên đây biết lâu mới thấy chú xuất hiện á. Chú khôn hết biết luôn rồi á. Kéo chà xong rồi. Chưa phan hai cái lưới, phan hai cái lưới chưa thì để đó, để bên kia trước hay bên đây trước, ốp qua bắt lần đẳng trước đi, nhổ cái cây nó luôn cần, chị ôm lên kia, khiêng lên kia, chị ba đâu, chị ba bệnh ở nhà, rút điện em con. Tiếng ngày mình lên đây với ai đây? Trời ơi, cái mương này mà bơm cái ống nó chắc kiếp sao luôn quá nhiệt. Đó là mình nó giật xuống một khúc thì mình kéo lưới rồi. Nó nói lấy cái mô đô của chị bơm xíu xong. Cái lưỡi lưới thôi. Đây. Kéo rồi ba góc mình nữa nè. Kéo xuống rồi. Ừ. Cái kéo một góc rồi. Nhiều quá giả không lên hả? Ừ. Tại dân mình là dân lực sĩ không hả? Rồi, không, cái bên kia. Bên... Rõ chỗ này một cái đi. Hả? Cái nhện ta ngồi kìa. Ừ. Tưởng động nha. Sáng quên kêu cha lên tiếp cá kìa. Ừ thang hôm sao điện chú hơi nhiều thế. Anh ngã mà chết lên nó chặt thì chết rồi. Nó ông hoàng chết rồi. Lộn. Lộn tám kéo kìa. Trời trời người ta kéo mà. Mà cầm cái đầu đựng cá trước vậy đó hả? Có đâu nhẹ cái kia đựng cá gì không biết nữa nè. Nó kêu đựng cá trắng đang bỏ qua mương bên kia. Ừ. Quá luôn rồi. Đi nữa không Tám? Đừng nói chuyện, không có cho nói chuyện đâu. Quá luôn rồi. Ở trên đó. Giọng sắc nè không ạ? Sắc đôi nè. Từ đó mới được. Không có đi nhanh đâu, đi từ từ. Bữa nay không nắng nhiều nữa. Cái này là mắm. Tôi tiếp kéo lên đó. Thôi từ từ, đây đưa em. Ồ, cái là kia. Từ ấy, cậu trà anh Tự. Lưới này chắc cả trăm ký quá Tự. Tắt đi hả? Ừ. Ê, cá này Vinh nó cho nó chết kìa. Bị lắm gì Vinh luôn. Ủa, cái cà. Ừ.
Còn sao bắt kỳ đưa qua đây chứ? Mình lội qua bánh luôn hả? Từ từ thôi. Úc Tình lội rồi kìa. Không có biết là tôi kêu cái lội nó trước sau không nữa. Đừng manh động, từ 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 em lội qua tới liền. Cầm cái viên dưới á, cái lên. Đâu đâu. Đứng vậy á, tôi đứng cầm viên dưới như vậy từ từ thôi. Đây. Được lắm luôn cái hồn. Có kia lái chưa? Trời ơi, nó đụng mình. Không điểm lái em không? À, lái đi. Quá trời luôn à cà. Ở tép luôn nè. Ờ, nó lên trên bờ nè. Để luôn nước cái sạch này lên coi. Tắm vậy chở dở cái này lên đừng có ra cái này lắm. Anh tắm dở đây nè. Rồi lên chỗ đó rồi. À, Phúc ơi, ta lại ta xúc cái này mà Phúc. Chị nó đâu Phúc ơi. Đây nè. Nó ngổ như khô trời. Ừ. Đây nè, đây nè Phúc. Rồi lên luôn đi. Lên qua bãi luôn hả? À, qua bên đó lại bắt tôi được. Này này, làm cái này nè. Kìa kìa. Tại chỗ này dày hết trơn rồi nè. Này Phúc. Từ lên đám này dính cho Phúc. Ôi, dữ lắm. Vũ lại, vũ lại, vũ lại. Thôi đâu dữ vậy. Nè, dính. Nè, Vũ coi chừng mấy người ở dính nha. Cũng vừa thôi à. Đám này dính đâu Phúc kìa. Đừng chơi tôi cũng sẽ dắt cung đi cưng cưng buông đây. Tám đâu hai dân tám xuất gia đây. Nè nè, lấy cây này nữa nè. Đây, dở dở đó kìa dân, dở đó. À. Này uống nước mắm đã luôn rồi anh em ơi. Có rửa rửa nữa hả? Con đi khổ ai vậy thôi. Cá rồi không? Rồi đem rổ đi sao chú? Dạo cho sạch đi. Rồi rồi cá trăm phú luôn. Rồi cái này mấy chục ký luôn. Ê mình kéo lên đó luôn không? Nè không bưng lên luôn. Ừ bưng lên luôn đi. Nè Tinh cắm đây Tinh. Đừng có bước từ từ nghe nha. Ok. Nè nè Phương. Bỏ luôn rồi. Rồi rồi. Mấy chục ký luôn. Luôn. Quá. Trắng luôn. Bây giờ à. Cá ngô phi phải không? Sạc răng ra chứ đi, cái trắng này đi. Sạc răng ra nuôi đi. Để xuống, phóng vô lửa tiếp nhanh nó thôi chết. Trời, nó đây sao? Nó con này vô lửa đây. Chúng có chạy. Đứng cho tàu lửa để đặng đưa người ta kéo nữa nè. Chưa à? Từ tưới này lấy đồ đựng kia. Rồi. Nghe thấy nào không? Mà kéo mấy lưới mới hết nổi. Ôi trời ơi. Làm việc mình mày. Cô Phi. Có bắt chị Vinh không hay rồi chứ? Vinh nè. Chị Vinh xả chung sạc răng luôn ha. Cái nào đựng được kiếm ở đây. Nổ. Không thấy cá bự ta. Mày đổ đây, đổ đi rồi ai kéo lửa kéo hả? Ừ, đổ ra đi, cái lửa biết nào. Xúc vô gỗ đó đúng không? Để em xuống. Để đi đổ qua rồi. Đây là sợ mẹ. Ừ, xúc vô, đổ vô. Đổ cái sạch con sổ. Quá trời. Cái sạch găng ra bắt đi. Chị giới ngoại đi lưới lan anh tặng kìa, đổ ra. Lấy miếng cao su á. Đổ vô nào cái. Để em sọt rồi, hồi cũng đổ ra. Còn gỗ kia, đưa gỗ kia đi. Lấy miếng cao su á. Đó, cá bự ta. Dữ lắm nhiều rồi, thấy gì mấy chục ký không ơi. Ý là con lưới con cút xíu á. Lỗ nữa nè. Lẹ thôi, nó chở qua nữa.
ở đây mình ốp lại ngày nữa nè. Mình lội đằng đó một cái đi. Đây đổ cái sạch cái mưa mẹ đi. Gì vậy? Hả? Trời đúng rồi, không bán đi đi đổ nữa mới bắt nữa hả? Lỗ sổ người ta có qua căn không? Căn sao? Đi cái lửa ra, lửa cái sạc bự ra bán riêng. Ở đây mà kéo đi người ta không bắt, có bán mà tới nữa bắt bán nữa sao? Cái chốt thì tôi lấy cái gỗ kia qua. Còn cái gỗ kia nữa kìa. Đây à. Đây đây Phan, dở tới đây anh đi. Thôi. Trên thì trên 20 kg. Đã điểm đâu đây nè, lửa đổ đi tí màu. Một người đứng đó, một người đi vào đây nè. Ôi mẹ, ba cá này thấy chứ nè. Ai ai thả cái này bỏ xuống dưới nè. Ừ. Làm đứng chỗ này không ạ? Nó vào đi vào. Không có đổ hả? Trong trong trong. Trời sao nó đứng ra trời, cảm ơn cái ổ đây nè hả? Vừa đây vừa kìa, ổ kia thấy nè. Để đặt cho. Đứng đặt trong cái chân. Qua cái đây nè. Có cái chốt ở trong ngoài không nha? Có nè, lụm cái chốt vô mới được. Thấy hàm quá. Cái đó ốp qua đây luôn hả? Có cái móng tắt nước không? Lựa xong cái nào bỏ qua bên bán rồi đổ rồi lấy cái móng xúc vô mới chịu nổi. Cái móng tắt nước á. Chân dưỡng không ai dám sập tay vô mạnh chứ. Không có cái là Vinh Mỹ nữa tình ha. Bên mi chưa tắt chưa? Kéo gọi nãy giờ kéo rồi. Đừng kéo được không? Đây tao kéo cho. Ôi, cô cầm cho con kéo đi. Ngon. Phương xích tẳng Phương. Ôi ôi trời Phương quá bận luôn. Nướng lên, nướng lên. Cá bự để riêng nha. Cá chở nó đi ra hết rồi bố. Ngồi cái đó, cái kéo lên để nó được rồi. Nướng lại, xích đấy. Mẹ. Cháu đón ngọn. Bỏ nó đi. Không, vũ lên đưa đầu đi, vũ lên đầu để đi. Bờ bốc tự nhiên nó bỏ đi lên rồi. Cá gà trơn bốc ngộ thì chết. Buông là buông không à. Buông đi khúc. Buông đi khúc. Đang ruồn nè. Chở gì coi sao nó nè tôi buông nè. Rồi buông. Mình dùng lại đằng chỗ dùng 8 cái. Ừ. Ừ, cho sình nó ra coi, quá sình vậy. Quá trời sình. Quá mệt luôn. Cho con nào bự chừa lại hơi đứng ra. Đây con chị Trinh này không bắt chị Trinh không lấy thả à. Đây bắt con bự nướng ăn. Buông ra đây quên. Buông tay ra đây. Con bự để riêng hồi nướng ăn vậy con. Rồi đừng kéo lên nữa dữ. Đó cho nằm vậy đi. Được không? Rồi lên đi. Em thấy nè em nè. Ra đổ này em hỏi cho ông đổ mưa đây.
Đây là khô nè. Này giống dễ chào ha. Chỗ đó chút rồi lên đó chút rồi. Dài lên quá bắt không đổ không. Có chút cái riêng hả? Có sạch riêng hả? Không, nhóc có lửa cái chốt đây riêng luôn không? Không, cái chốt lửa cái sạch đi, nãy giờ mới không lửa sạch đi. Lửa cái sạch lửa không à? Bự nhỏ bắt hết cái sạch đi. Người người ta muốn làm gì làm, để nó chốt riêng nè. Người nãy giờ không nói. Này, bắt cái chốt lửa cái sạch đi, cái chốt để đây người ta đổ vô đâu, đổ. Cái ổi cái Cái này dặn 10 tấn đó, chắc này có 12 tấn nè. Trên gần nè. Tính là 50 tấn rồi đúng không? Có tính 3 tấn đó, cho vài con nè. Tối rồi rồi không rồi. Nè lúc kiếm nè. Mày không rồi hả? Có gì đừng có chất bự cái gì. Không, nè cho chung vài con. Nè bự hút nè. Cho đây vô được không? Không 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 không. Mới đâm tường qua đó. Mới đâm tường. Cái chốt chứ rồi. Em có lẽ cái chốt vậy? Không? Nhóm quá. Đừng đạp vô cái nha. Cái điểm đó. Cái điểm đó. Rồi nè. Nhóc kìa. Quay yêu. Cái dạng vậy. Rồi cái dây vàng để nguyên chứ cái. Cái này dinh chứ. Cái anh cá nãy đâu rồi? Để anh kiếm 20 phút. Đây anh con nè. Nè, cá chê, cá chê. Từ từ. Cá chê, cá chê. Ừ, có cái rượu đến hồi nướng nè. Cái cây đâu? Không, nãy cây đâu rồi. Cây đâu rồi, cây chung. Ê, lại nhả cho em qua bạc mua tươi rồi, đẹp cái ai. Đưa sao em ơi. Cái nhỏ bắt kịp sau luôn nè. Cái này cái chú ít nha. Này cái sạc luôn rồi. Nè lông tông nè. Nè để vô đây nè, đó cái sạc thấy rồi đó. Sao nào đựng lông tông. Đây lông tông nè. Đây. Nào dùng người ta lụm lại hồi người ta sách về nha. Nó chạy lên có đường nó chạy lên đường. Nó bị động rồi. Móc này nãy giờ đựng gỗ rồi đó. Tông lên đó. Tông con đi con. Đuổi trong này dao á biết chi không, ở trong này nó cạn lắm. Tính cái tay đuổi mới được. Tao biết rồi quá. Dạ, ai dạ, ai dạ. Anh đổ cây này tốt. Đuổi cá rồi chứ gì nè. Khoan đợi cho cá chạy ra cái tới đó hết mương rồi đó, ở đây chỉ cạo à. Khoan trong đây ra cái nè, hết mương rồi.
nó có cái vực vực cái đó rồi. Từ từ thôi chồng ơi, đừng đi nhanh nữa con. Đâu văng được rồi đó. Ừ, đứng đây được. Ủa cá chốt là gỡ liền nha. Kìa. Trên nó có chốt còn nhóc quá chút. Để gì vừa tụng văng cho mặt nó chết luôn á. Ê, chết gì vậy? Cho tàu này nó hở rồi đi, tàu kia cơ ấy đi. Cái gì vậy? Nó mặn gì đó con. Vừa cá vừa sình nó mặn gì. Mày đứng đây phút, đứng đây phút. Đứng chỗ này phút. Đầu ơi, qua bên đó. Nè cầm sao cái. Ê lấy cái thọt đi đi. Ủa cá gì bự dữ rồi. Qua qua. Mẹ. Lấy cái thọt ấy lên từ từ. Việt ơi, lấy cái thọt. Cái thọt á. Thì hốt cái dưới đây lên luôn à. Trời ơi, cá chốt kìa. Dữ lắm là khi không nổi đâu. Gấp hai cái nãy luôn á. Ờ, cá chà báo không kìa. À, có mẹ. Đây, đây. Đâu có mẹ cho nó tắt. Ồ. Nè, 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 nè. Trời chết nha. Ra nghe, hốt cái nè. Đi tôi múc cho rồi, đứa lắm. Nè nè múc đi múc đi. Đây 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 đây. Dính cái vàng kìa, cái vàng kìa. Rồi coi nướng nướng hốt mới được chứ. Ừ hạ xuống, hạ xuống. Còn nữa không? Cái sọt nữa đi. Sọt cái sọt nữa. Đây 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 đây. 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 Ôi sạch trần. Rồi xuất tiền lên cái lửa. Quá trời. Trời đừng dữ nữa. Nắm gì lên kìa. Nó lên bờ rồi. Lửa cá rồi. Đưa ra bụi cho thấy nè. Đưa ra bụi cho. Cái bọc của chị đâu rồi? Đây bọc của chị đây nè. Ủa đổi bọc rồi hả? Đó. Đâu rồi? Hả? Của ai? Kìa 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 kìa. Đâu? Đó. Ừ. Đây, nè, cá chốt. Cái cây đâu rồi đó. Trời ơi, trong này nhóc trong bóng mặt ngoài. Trời ơi, mình qua đây mình nó có lửa khá, mình có lửa khá, mình có lửa khá, mình có lửa khá. Cái lòng tâm bỏ đây. Dạ con. Con bỏ đây đi, nó lượm hết rồi. Chặt bốn bự quá. Bạch 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 nha. Được, cái gỗ là mình đựng cá ra. Wow, dạ. Dạo dạo không đấy coi. Để nó có cá xô đây, đi xô đây, dùm cá xô rồi. Có cá. Cái gì vậy? Ồ, đưa cái sọt đi, đưa sọt đi. Ê, được cái cá phi trong cái sọt đi. Ủa, trong cái, ừ, đổ đưa xô đây. Đổ cái thao này luôn hả? Bành 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 không thôi. Này. Ông Quang đưa cái gỗ này, tôi bắt cá sặc mới vô đây. Sặc đẹp, nó gỗ trước mặt ông à. Còn quá hải hình luôn. Nhân tốt quá được tốt rồi. Đây là hiện tại có cái chất bị người nè. Đọc cái này không? Nè. Đậu hết cái đường cá luôn rồi. Đây cũng một tiếng này. Tiếng kìa. Đưa một thân qua đây. Ừ. Rồi, giữ đi. Ừ, cái này nó hai cái kia mà. Nhiều quá. Trời, có chơi nè. Quá trời, có chơi. Thật văn đi đổ thì được rồi đó nha.
cái nào đựng cá bự để nướng vậy? Khô đã đâu. Rồi cái đống giọt bò vàng ra. Cá gì đựng cá lau kiến riêng. Đúng sao? Bự rồi. Sa căn bự này sao? Ơ cái gì chảy kìa. Cái mồi cây nha, cây nãy giờ bỏ đâu hết rồi. Bỏ đi. Bỏ đi chút con mà đụng dưới con thỏ. Không phải, chị nói là con có thịt gần nè. Ủa con không có thịt kia để ra rễ rộng nuôi á. Gần có đây nè. Không phải có thịt kia á. Ủa con bỏ đây nuôi hả? Cái chị anh Tám ơi, chị sẽ đứng thiệu với người mà đi. Phải làm cái kia mà. Vừa tắm mà 10 ký xà bông. À, nó còn cả là. Mình nghĩ lửa nó sạch luôn hả? Lửa hết luôn nè trời. Đằng trước. Sao mấy ông? Rồi kết quả cá của mình là được 2 bao rồi, khoảng 100 ký mà anh Tám còn đang kéo nữa. Rồi. Trời đi có khúc mà. Quá trời cá luôn. Cá thì có 100 ký. Hả? Mà kéo thì chính là có vài con. Chán nãy giờ nó mấy lý rồi còn đòi nữa. Nhưng mà nó còn nổi nhiều kìa. Có mèo nè. Có mấy gà con. Mèo cái đậu mình có miệng trống nữa ba. Nghe nghe ẩm hả không? Có mèo nè. Nghe không? Nè. Đó.